chờ các bạn đã trở lại với kênh Trọng Nguyễn Vlog các bạn. Hôm nay mình mua con giang hàng chính hãng của Hàng Đàm nha các bạn. Kênh Long Giang này. Cua hộp cho các bạn coi coi nó ra sao nha các bạn. Đóng gói cẩn thận. Con tay các bạn. Bạn thông cảm nha, hơi tắt cái xíu rồi. Kiểu mà bỏ vô không rớt, chưa lên. Quá bạn. Rồi, okay. Rồi, đóng gói rồi. Đang cắt cho dảnh lên. Đóng gói cũng cẩn thận rồi. Hai tay video hôm bữa mình mua cái bộ mic mà ấy nè các bạn, sợ thầy quên đóng rồi. Giờ gửi có remote các bạn, dây ngủ. Thương hiệu đó nha các bạn, Edit nha các bạn, K10, nó một dòng giang X5, phím mềm, cái mặt trước, có tem luôn nha các bạn, để mình lấy nét ha. Nét chậm, đó, ơi, đây là mặt sau, ôi giờ nặng lắm nha các bạn, giang này. Làm nặng mặt sau nó cũng vậy thôi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này.